Răng khôn mọc uh, lệch là một trong những cái bệnh lý rất thường gặp ở trong răng hàm mặt và có lẽ là trong tất cả chúng ta ai cũng hiểu rằng là có một cái người ta gọi là răng khôn thế nhưng trong dân gian thì đôi khi răng khôn thành hóa dại. Uh, trong bài này thì tôi muốn trình bày về ba cái nội dung chính. Thứ nhất tổng quan để cho các bạn hiểu được một số các khái niệm về răng số 8 cái thứ hai là các cái biến chứng khi mọc răng khôn đây là phần chính của bài và vấn đề thứ ba là thái độ xử trí với răng khôn răng số 8 hay là răng khôn là một răng gây rất nhiều biến chứng phức tạp và nặng nề gần như ai cũng sẽ phải trải qua cái giai đoạn là bị sưng bị đau bị sốt bởi cái răng này thế những biến chứng thường gặp mà các bạn sẽ hay gặp nhất ví dụ như là viêm túi quanh răng số 8, sâu mặt xa răng số 7, răng khôn mọc lệch và dẫn đến là chúng ta không phải chỉ có phải nhổ cái răng số 8 và đôi khi là mất cả cái răng số 7. Nặng hơn nữa là flex mông có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Khám và phát hiện những bất thường, xác định được mức độ nguy cơ tai biến, chỉ định điều trị kịp thời, chính xác, tránh được các biến chứng sẽ mang lại sức khỏe cho người bệnh và cái sự thoải mái với cái cuộc sống. À sự phát triển của răng số 8 thì răng số 8 là một cái răng phát triển muộn nhất trên cung hàm. Độ tuổi phát triển thông thường của răng số 8 là bắt đầu khoảng từ 5 7 tuổi và kết thúc vào khoảng năm 25 tuổi. Tuy nhiên, cũng có một số à, bạn sẽ gặp những cái răng số 8 nó mọc ở cái độ tuổi muộn hơn 25 tuổi. Ở đây thì không phải là đến cái tuổi đấy răng số 8 mới mọc Mà thực ra là răng số 8 đã mọc từ trước đấy rồi Nhưng mà cái thời gian mọc của răng số 8 nó kéo rất là dài Cho nên là các bạn à, không gây ra một cái triệu chứng gì Thì các bạn mới thấy rằng là đến cái tuổi 40 mới phát hiện ra là mình có một cái răng số 8 à, Vị trí của răng số 8 nó là số 8 cho nên nó sẽ đứng phía sau cùng của cung hàm Tức là đứng răng, sau răng số 7 Răng số 8 hàm dưới là một cái răng mà hay mọc lệch nhất cũng là răng mà gây khó khăn nhất khi phẫu thuật. Nguyên nhân tại sao răng số 8 mọc lệch lạc? Thứ nhất là răng số 8 nó phát triển muộn, chính vì vậy mầm răng sẽ không đủ các yếu tố để phát triển. À, nó có thể thiếu cái à, một phần thân răng không có dây chằng quanh răng, cho nên những răng số 8 là những cái răng mà rất hay mọc ở các cái vị trí khác nhau cũng như là xoay trục ở các hướng khác nhau. Thứ hai là nó mọc ở cái giai đoạn mà xương hàm nó đã phát triển tương đối hoàn thiện cho nên là xương ổ răng nó quá chắc và răng số 8 nó sẽ không thể mọc xuyên được qua xương hàm. Cái thứ ba là lợi răng quá dày đã sừng hóa do cái quá trình ăn nhai kéo dài. Và cái thứ tư, đấy là nó mọc muộn cho nên là những răng khác mọc hết chỗ của nó rồi và răng xương hàm nó chỉ phát triển được đến một mức độ đấy thôi cho nên sẽ gây thiếu chỗ để mọc. Ngoài ra thì còn có các cái nguyên nhân toàn thân, ví dụ như các cái bệnh lý toàn thân gây rối loạn và kém phát triển sọ mặt, nó làm cho các xương hàm kém phát triển và do đó răng số 8 sẽ không còn có chỗ để mọc. À, tiếp theo đó là các cái dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt, các một số các cái dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt nó làm cho nó thiếu chỗ và răng không có chỗ để mọc ra. À, về phân loại răng khôn mọc lệch thì người ta có thể chia ra là răng khôn mọc lệch hàm dưới và răng khôn mọc lệch hàm trên. Có rất nhiều các cái cách phân loại khác nhau để mà đánh giá về cái uh, mức độ nguy cơ, mức độ gây tai biến, uh, cái cách xử trí đối với cả răng số 8 như là Chọn các cái cách phẫu thuật như thế nào Thế nhưng ở đây tôi muốn trình bày Một cái cách phân loại mà tương đối đơn giản Và hầu như rằng là Các bạn sẽ hay nghe nhất Đấy là cách phân loại dựa theo trục của răng Người ta có thể phân loại răng số 8 hàm dưới Theo các cách như sau Thứ nhất là răng số 8 Mọc lệch gần Răng số 8 mọc lệch xa do cái trục răng nó đổ ra phía xa, răng số 8 mọc kẹt và mọc thẳng. À, mặc dù là nó mọc thẳng nhưng đây cũng là một cái trường hợp là à, được gọi là sẽ có như rất nhiều nguy cơ gây biến chứng và chúng ta cần phải xử trí. Răng số 8 nằm ngang, cái trục của răng số 8 nằm vuông góc với cả trục của răng số 7. Răng số 8 nằm nằm lệch má thì cái mặt nhai của răng số 8 nó sẽ đổ ra ngoài má và răng số 8 lệch lưỡi. Còn đây là cái trường hợp cuối cùng là răng số 8 mọc đảo ngược. Có nghĩa rằng là chân thì lên trên và đầu thì trúc xuống dưới. Răng khôn răng số 8 hàm trên cũng có cái trần có cái phân loại tương tự là răng số 8 mọc lệch góc gần. Số 1 mọc lệch xa, mọc kẹt thẳng, mọc nằm ngang, mọc lệch má, mọc lệch lưỡi và đảo ngược. Các cái biến chứng do mọc răng số 8, biến chứng do mọc răng số 8 thường xảy ra trước 25 tuổi. Đấy là thường thôi, còn hầu hết những bệnh nhân mà tôi gặp thì có thể sẽ xảy ra khoảng từ năm 20 đến năm 30 tuổi. Và với nhiều các cái mức độ khác nhau, những cái thông thường nhất thì các bạn có thể gặp chỉ là đau thôi, nó đau thỉnh thoảng nó xuất hiện đau rồi biến mất và chính vì những cái triệu chứng nó tương đối là nhẹ nhàng cho nên là ít người sẽ quan tâm đến là mình có một cái răng số 8 chỉ đến khi nào nó gây những cái biến chứng tương đối nặng nề thì các bạn mới nhận ra rằng là à mình có một cái răng số 8 ở trong miệng. Các biến chứng thường gặp. Đầu tiên hay gặp nhất đấy là các cái biểu hiện nhiễm trùng. Nhiễm trùng này có thể là nhiễm trùng tại chỗ như là viêm quanh thân răng khi nào các cái túi quanh răng số 8 nó thông với khoang miệng thì cái nhiễm trùng nó sẽ xảy ra nhiều hơn chính vì vậy với những cái răng số 8 mọc ngầm hoàn toàn thì các cái triệu chứng của nó thường là rất âm uh, ỉ hoặc là rất khó phát hiện ra các cái viêm nhiễm tại chỗ hoặc là các cái biến chứng nó tương đối nặng ở tại chỗ đấy là sâu răng số 7 và hậu quả là mất cả răng số 7 lẫn răng số 8. Các biến chứng nặng toàn thân như viêm mô tiếm bào, viêm xương hàm hay nhiễm trùng huyết. Trước đây thì cái tỷ lệ bệnh nặng do viêm xăng số 8 thì nó tương đối ít. Thế nhưng mà trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây thì tôi thấy cái tỷ lệ này xuất hiện tương đối dày đặc. Và cái biến chứng như là viêm mô tế bào hoặc là viêm tấy lan tỏa sản miệng là rất hay gặp. Và đặc biệt là gặp trên những cái bệnh nền là bệnh nhân bị đái tháo đường. À, cái này tôi sẽ trình bày ở phần sau à, các cái biến chứng khác như là rối loạn về thần kinh rối loạn về dinh dưỡng tại chỗ phần thứ hai tôi muốn trình bày với các quý vị đấy là biến chứng do mọc răng khôn thứ nhất là cái biến chứng hay hay gặp nhất đó là viêm túi quanh thân răng à, thường gặp trong các trường hợp răng mọc thẳng nhưng mà thiếu chỗ à, cái này rất hay gặp và thường thường răng mọc thẳng thì các bạn sẽ hay bị sưng, bị đau nhiều hơn là răng mọc lệch. Biểu hiện là đau tại vùng răng, há miệng hạn chế. Sau vài ngày có thể cái đau này dịu đi hoặc là tạo mủ và các bạn sẽ thấy được là mình có mủ chảy ra ở cái túi quanh cái răng số 8 và lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái biến chứng này thì tương đối nhẹ nhàng. Có một số người thì biến chứng nặng hơn là nó sẽ gây áp xe cái túi quanh răng và khít hàm sưng cái vùng góc hàm rất là nặng nề với những cái biến chứng nặng như thế này thì thông thường các bạn mới đến gặp nha sĩ để thông báo cái tình trạng bệnh lý của mình còn những cái trường hợp mà các bạn bị đau nhẹ nhẹ nó tự khỏi hoặc là các bạn lại tự ra ngoài hiếu thuốc và thông báo với cả chị bán thuốc rằng là tôi đang bị đau răng thế thì phần lớn là các bạn sẽ được bán cho một số thuốc Ví dụ như kháng sinh, chống viêm giảm đau các bạn uống là nó hết. Tuy nhiên rằng nó hết nhưng nó không khỏi và dần dần các cái biến chứng này nó có thể nó nặng hơn. Cái điều trị của túi viêm quanh thân răng 8 thì tương đối là đơn giản. Nó phụ thuộc vào tình trạng răng và tương quan với cả cái khoảng sau hàm. Nếu trong trường hợp mà cái khoảng mọc răng nó đủ rộng cho răng số 8 mọc lên thì người ta điều trị bảo tồn bằng cách là bơm rửa vệ sinh tại chỗ chấm các cái thuốc để chống viêm à, hướng dẫn cho bệnh nhân vệ sinh răng miệng và tự chăm sóc à, với những trường hợp răng mọc thẳng nhưng thiếu chỗ nó lệch nhiều thì chỉ có một biện pháp thôi đấy là nhổ bỏ để loại trừ cái ổ viêm nhiễm cái thứ hai nữa là biến chứng niêm mạc cái tổn thương về niêm mạc có thể khu trú viêm lợi viêm loét à, ở tại chỗ của răng số 8 nhưng cũng có thể lan rộng ra đến nửa hàm dưới cùng bên đây là hình ảnh của một cái trường hợp mà viêm cái lợi quanh cái răng số tám à, trường hợp này thì nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Còn trường hợp này các bạn có thể thấy lợi phì đại phủ lên trên răng số 8 và cái mức độ viêm nó rất là nặng. Trong những cái trường hợp này chỉ có loại trừ cái tác nhân tại chỗ là răng số 8 thì cái lợi này nó mới hồi phục trở lại chứ còn không thì gần như là cực kỳ khó trong cái trường hợp mà các bạn muốn điều trị bảo tồn mà cái lợi này nó không viêm. cái biến chứng thứ ba là biến chứng hạch thông thường thì các cái biến chứng do viêm nhiễm răng số 8 thì nó có thể gây viêm hạch hoặc là sung huyết bán cấp hay mạng tính có những trường hợp nặng hơn là gây viêm hạch mủ bởi vì là hạch bạch huyết nó nhận các cái bạch huyết ở cái vùng góc hàm và vùng sàn miệng chính vì vậy tất cả những cái viêm ở vùng này thì hầu như là nó sẽ có viêm hạch phản ứng tại chỗ cho nên là ngoài cái việc là sưng đau tại vùng góc hàm các bạn có thể thấy là hạch ở vùng dưới hàm vùng uh, dưới lưỡi sẽ sưng và đau và có những trường hợp thì là sẽ gây viêm hạch mủ giò mủ ra ngoài da uh, biến chứng phản xạ thông thường hay gặp đó là đau khu trú cái dây thần kinh hàm dưới do răng số 8 hàm dưới mọc cái chân răng số 8 hàm dưới nó phát triển nó có liên quan với ống thần kinh hàm dưới ở một hoặc hai nhánh của thần kinh hàm trên thì cũng có thể bị ảnh hưởng khi mà răng số 8 hàm trên mọc đôi khi các cái triệu chứng thần kinh này nó sẽ liên quan nó sẽ lan ra đến nửa cung hàm lan lên đầu À, có triệu chứng giống như là đau dây thần kinh năm, đôi khi gây phản ứng liệt mặt. Đây là một cái hình ảnh mà cái sự tương quan giữa chân răng số 8 với ống thần kinh răng dưới, có những trường hợp nó chỉ chạm vào ống thần kinh răng dưới như trường hợp A. Trường hợp B. Tuy nhiên, có một số trường hợp là răng số 8, à, chân răng số 8 sẽ lấn vào ống thần kinh, ví dụ như trường hợp F, trường hợp D. Còn một số trường hợp khác như là trường hợp G chẳng hạn hay là trường hợp E thì cái tương quan giữa răng số 8 với ống thần kinh là tương đối sát sao, chính cái sự tương quan này nó gây nên các cái triệu chứng thần kinh khi mà răng số 8 phát triển. Và còn có một cái lưu ý nữa là những cái trường hợp như thế này nó sẽ sẽ tạo khó khăn trong cái quá trình nhổ răng số 8 cũng như rằng là nó sẽ gây ra các cái biến chứng về thần kinh sau khi mà chúng ta phẫu thuật nhổ răng số 8 này và một trong những cái phẫu thuật một trong những cái biến chứng mà làm cho bệnh nhân cũng như là thầy thuốc rất là quan tâm đấy là cái việc mất cảm giác do cái thần kinh 53 chi phối trong trường hợp mà nhổ răng số 8 có ảnh hưởng tới ống thần kinh Trong ống thần kinh không chỉ có thần kinh mà còn có mạch máu Với những cái trường hợp mà cái mối tương quan giữa chân răng số 8 Với ống thần kinh cực kỳ khăng khít Ví dụ như là trường hợp F hay là trường hợp D hay trường hợp C Thì khi mà nhổ răng số 8 này có thể gây các cái biến chứng không phải chỉ là liệt thần kinh hay là phù nề dây thần kinh số 5 dưới mà còn gây nên các cái triệu chứng khác ví dụ như là tổn thương mạch máu nằm trong ống thần kinh và nó sẽ chảy máu rất là kéo dài và rất là nguy hiểm. Cái biến chứng muốn trình bày rất là kỹ ở đây đấy là biến chứng với răng số 7. Răng số 8 lệch gần thì tạo điều kiện để thức ăn dắt vào Uh, cái khe giữa cái mặt nhai của răng số 8 và thân răng số 7. Do đó nó sẽ dẫn tới sâu cái răng cổ răng số 7 ở phía xa. Cái thứ hai nữa là răng số 8 khi mà mọc nó sẽ uh, mọc nó lệch về phía gần cho nên nó luôn ép vào cái xương phía xa răng 7 và gây tiêu một phần hay toàn bộ xương mặt xa của răng số 7. Đây là một cái hình ảnh của một bệnh nhân đến khám tại viện. Các bạn có thể thấy ở cung số 3 mất mất răng 7 rồi, chỉ còn cái răng số 8 thôi và răng số 8 này mọc lệch gần. À, trần đoán hồi cứu rất nhiều khả năng cái việc mất răng số 7 này là do răng số 8 gây nên. À, tương tự như bên cung 4 thì các bạn có thể thấy hình ảnh của một cái răng số 7 nó đã vỡ mất 2 phần 3 cái thân răng và cái thân phần thân răng còn rất mỏng chỉ còn lại còn cái phần chân răng thôi răng số 8 48 lệch gần khúc vào cổ cái răng số 7 đây là một cái nguyên nhân chính để mà làm sâu cổ cái răng số 7 trong khi cái răng số 8 mọc lệch gần và hậu quả là các bạn sẽ mất cả hai cái răng chứ không phải mất một răng răng số 7 là một cái răng ăn nhai chính song song với cả răng số 6. Chính vì vậy khi mất răng số 7 thì không phải là chỉ có nhổ bỏ mà sau đấy để hồi phục được cái lực nhai ở cung hàm như thế này thì cái việc là các bạn sẽ phải làm răng giả vào đây và làm răng giả thì không phải chỉ tiền tốn tiền cho một lần nhổ răng mà sẽ tốn rất nhiều tiền. Sau đấy ví dụ như để làm một cái implant cho răng số 7 giống như một cái răng số 7 uh, có sẵn thì các bạn sẽ tốn rất nhiều tiền phải khoảng tầm từ 15-20 triệu cho đến 40 triệu cho một cái răng như thế và phải chịu một cái phẫu thuật kéo dài hơn rất là nhiều. Đây là một hình ảnh mà răng số 8 mọc lệch đâm vào cổ răng số 7 nhưng rất may mắn là trong trường hợp này nó chỉ tạo thành một cái khe để mắc thức ăn ở đây thôi và răng số 7 chưa sâu. Trường hợp này răng số 7 sâu mất rồi. À, cái răng số 7 khi mà sâu cổ răng thì nó lại có một cái vấn đề là các bạn rất là khó phát hiện chỉ khi nào xuất hiện các cái triệu chứng ví dụ như là ê buốt nhiều hoặc là đau cơn có nghĩa rằng là tủy răng số 7 đã tổn thương rồi thì các bạn mới phát hiện ra còn trong những trường hợp mà chưa có triệu chứng nó tiến triển rất là âm thầm các bạn cũng không nhìn thấy và không cảm giác gì cho nên là hầu như rằng là sẽ khi mà đã có một cái biến chứng rằng là răng số 7 sâu cổ, biến chứng tủy răng rồi khi đấy mình mới phát hiện ra là mình có một cái răng số 8 mọc lệch nằm lại đây. Đây là một cái trường hợp là mặc dù răng số 8 mọc lệch gần và rất xa răng số 7 nhưng nó ép vào cái bản xương của răng số 7, nó gây tiêu hết xương ở phía xa của răng số 7 và trong trường hợp này thì răng số 7 này đã bị à, viêm tủy ngược dòng và tiêu mất hết xương mặt xa lung lay. Thế cho những trường hợp như thế này thì cái nang của thân răng 7 eh, nó đã làm tiêu hết xương rồi, à, chúng ta vẫn phải nhổ răng số 8, răng số 7 này cái tiên lượng điều trị và giữ lại không cao. Cho nên có thể nói rằng những cái biến chứng do răng số 8 mọc lệch gần hàm dưới là một trong những cái nguy cơ rất lớn để gây mất răng 7. Răng 7 không bị chỉ bị mất bởi sâu răng như là răng số 6, răng số 5, răng số 4 mà chúng ta còn có thể cái nguy cơ rất lớn là nguy cơ do răng số 8 gây ra. Chính vì vậy đây là một trong những cái chỉ định gần như là quyết định để nhổ răng số 8 mọc lệch gần. Cái biến chứng thứ sáu tôi muốn trình bày ở đây, đấy là sai lệch khớp cắn. À, thường thường cái răng số 8 khi nó mọc ra thì nó vì nó chật chỗ cho nên nó sẽ xô đẩy các cái răng ở phía trước. Các những cái trường hợp mà răng số 8 mọc lệch gần khoảng từ 45 đến 90 độ có thể dẫn đến trồi răng 7, có thể làm cho răng 7 đổ vào trong hoặc là đổ ra ngoài, gây sưng, gây đau, gây lung lay, gây tiêu xương và dẫn tới phải nhổ răng số 7. À, tuy nhiên, có một số những trường hợp không gây ra các cái biến chứng nặng nề như thế này mà nó chỉ gây à, làm cho các cái răng phía gần à, thậm chí cả ra đến răng cửa là mọc lệch lạc. Cho nên một trong những cái chỉ định nhổ răng số 8 đấy là do chỉnh nha đưa ra. Để mà có một cái kết quả chỉnh nha được ổn định và lâu dài thì hầu hết các trường hợp các bác sĩ đều chỉ định là nhổ các răng số 8. À, một số các cái trường hợp mà người ta đánh giá rằng răng số 8 sẽ ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng đến cái quá trình chỉnh nha cũng như kết quả chỉnh nha thì răng số 8 được chỉ định nhổ từ rất sớm. À, có những bạn là có thể chỉ định nhổ răng số 8 từ năm 14 tuổi. Thông thường thì khoảng 17-18 tuổi răng số 8 nó mới bắt đầu nó xuất hiện ở trên vùng hàm. Nhưng có những cái trường hợp mà chúng ta cần phải chỉ định nhổ răng số 8 từ rất sớm, từ những cái thời điểm là răng nó còn đang mọc ngầm ở trong xương. Biến chứng số 7 là biến chứng viêm nhiễm vùng à, như lúc nãy tôi đã nói trao đổi, các cái viêm mủ quanh răng số 8 nó sẽ đọng lại trong túi quanh răng và nó có thể thoát ra ngoài. Tuy nhiên, một số trường hợp các cái nhiễm trùng này nó không thoát ra qua đường uh, viền lợi mà nó lại lan theo cái đường giải phẫu là cái gờ chéo trong và gờ chéo ngoài của xương hàm dưới và các cái nhiễm trùng này khi mà nó lan theo các cái gờ chéo ngoài nó có thể tạo nên các cái đường giò uh, ở vị trí răng 4 răng 5 trong uh, ngách lợi hoặc nó sẽ giò ở ra vùng má các cái lỗ giò này có thể bị nhầm lẫn với cả tổn thương mãn tính vùng cuống răng số 4 hoặc là răng số 5 và làm cho các bác sĩ có thể nhầm lẫn là điều trị tủy răng số 4, răng số 5 nhưng thực chất sau khi nhổ răng số 8 và những trường hợp này thường là răng số 8 mọc thẳng thì cái và nạo đường giò thì cái đường giò này nó sẽ biến mất với những cái trường hợp mà mổ thoát theo gờ chéo trong thì nó sẽ lan xuống vùng sàn miệng gây áp xe sàn miệng viêm tấy lan tỏa sàn miệng và đôi khi các cái nhiễm trùng ở sàn miệng nó còn lan rộng hơn và sâu hơn nữa và đi xa hơn nữa ví dụ như là xuống cổ xuống trung thất hoặc là các cái trường hợp uh, các cái nhiễm trùng nó lan từ dưới uh, cái hố uh, cái, nó lan ra phía thành bên họng lan lên uh, các cái khoang chân bướm lên hố thái dương thậm chí là gây áp xe não ngoài ra thì có thể gây các cái viêm à, xương hàm tại chỗ. một số các cái bệnh lý ở xa cũng được ghi nhận do nguyên nhân của răng số 8. ví dụ như các trường hợp sốt kéo dài Chính vì vậy mà hầu hết các cái trường hợp sốt kéo dài không rõ nguyên nhân thì các cái chuyên khoa khác thường gửi khám ở chuyên khoa răng hàm mặt để phát hiện các cái nhiễm trùng mãn tính ở trong khoang miệng mà ở đây rất hay gặp đấy là nhiễm trùng do cái răng số 8. Mặc dù tại chỗ không có triệu chứng nhưng cái túi răng 8 nó là cái ổ để lưu trữ vi khuẩn và vi khuẩn được giải phóng vào trong máu gây ra cái tình trạng sốt kéo dài cái thứ hai ví dụ như là trường hợp viêm nội tâm mạc với những bệnh nhân mà có trên nền là một cái bệnh van tim thì vi khuẩn ở cái túi quanh răng tám là một cái tập hợp vi khuẩn rất là phong phú và nó thường xuyên nó được giải phóng vào trong uh, máu và gây nên cái tình trạng viêm nội tâm mạc trong những cái trường hợp như thế này thì chỉ định nhổ răng tám là bắt buộc để giải quyết các cái biến chứng cái vấn uh, biến chứng thứ 9 gây ra đây là gây rối loạn và đau vùng khớp Thái dương hàm À, thực sự ra mà nói thì cái việc là gây đau vùng khớp thái dương hàm phần lớn là do gây sang chấn khớp cắn Cũng giống như việc là răng số 8 khi mọc lên nó đẩy các cái răng nó mọc lệch lạc Và cái sự uh, chạm khớp giữa răng hàm trên và răng hàm dưới khi mà đã ra khỏi cái vị trí cân bằng của nó Nó làm cho cái khớp cắn bị uh, tổn thương các răng ngoài da thì răng số 8 mọc làm cái lợi phụ lên răng, răng nó sẽ đẩy trồi cao theo. Khi mà bệnh nhân cắn chạm phần lợi trùm thì nó sẽ gây nâng cao tầm cắn, gây mỏi khớp, gây đau khớp, thậm chí là đau nửa đầu cùng bên. Với những bệnh nhân trẻ tuổi mà than phiền về cái việc là khớp thái dương hàm có vấn đề, ví dụ như há da đau, ví dụ như là nhai đau ở vùng trước nắp tai. Ví dụ như à, bệnh nhân có tiếng kêu khớp lục cục. Phần lớn những bệnh nhân có tuổi thì cái khớp thái dương hàm nó sẽ nằm ở trong một cái à, biến tiến triển chung của những cái người có tuổi là nó bị à, viêm khớp. Tuy nhiên ở những người trẻ tuổi thì cái việc rối à, loạn và đau vùng khớp thái dương hàm có một cái tỷ lệ rất lớn gây ra là do ở cái tuổi đấy là cái răng số 8 nó mọc nó gây sang chấn khớp cắn và gây loạn năng khớp thái dương hàm. Những trường hợp này thì thông thường chúng tôi đều khuyên bệnh nhân là nhổ bỏ răng số 8 và ở đây là nhổ bỏ cả răng số 8 hàm trên và hàm dưới chứ không phải chỉ nhổ bỏ một răng. Khi mà chúng ta nhổ bỏ có một răng số 8 thôi thì cái việc chấn thương khớp thái dương hàm vẫn có thể xảy ra và cái phần này tôi sẽ trình bày ở trong cái mục điều trị. À, biến chứng thứ 10 đấy là nó cản trở sự mọc răng vĩnh viễn ảnh hưởng đến chức năng cũng như là thẩm mỹ à, đây là một cái hình ảnh răng số 7 cái răng số 7 nó bị mọc ngầm do nó bị kẹt bởi cái mầm răng số 8 thật ra thì cái hình ảnh này thì nó cũng không thực sự là hay xảy ra tuy nhiên nó là những cái trường hợp hiếm gặp và có thể xảy ra những cái trường hợp mà thấy phát hiện ra trẻ thiếu răng số 7 trên cung hàm tới 12 13 14 tuổi không thấy răng đâu thì những trường hợp này chúng ta nên có đi khám và chụp một cái phim để kiểm tra xem là cái mầm răng đấy nó bị kẹt bởi cái gì nguyên nhân tại sao nó không được mọc ra và bố mẹ nên quan tâm đến cái uh, những cái trường hợp này bởi vì khi mà phát hiện ra trên phim như thế này thì nó đã rất muộn rồi và chúng ta gần như là sẽ không cải thiện được cái tình trạng mọc của răng số 7. Nhưng nếu chúng ta phát hiện được sớm những cái trường hợp mọc kẹt, mọc uh, bị cản trở, chúng ta giải quyết cái nguyên nhân là chúng ta lấy được cái mầm răng số 8 đi thì vẫn khả năng là cái mầm răng số 7 cái răng số 7 nó vẫn mọc lên được tương đối đúng vị trí. À, có thể không tự mọc lên được thì à, hiện nay có chỉnh nha và chỉnh nha sẽ giải quyết được một phần các cái à, biến chứng này. Nếu trong trường hợp mà xét đến chỉnh nha cũng không thể giải quyết được thì khi đấy chúng ta sẽ... À, nhổ bỏ cả răng số 7 lẫn răng số 8 để tránh các cái biến chứng khác do cái việc mọc kẹt ra ví dụ như là nang thân răng uh, nang uh, thân răng số 7 hoặc nang thân giờ 8 gây phá hủy xương hàm. Đây cũng là một cái trường hợp mà răng số 7 nó bị mọc kẹt Do nó bị chèn ép bởi cái răng số 8 mọc rồi Nhưng trên phim này thì phần lớn là những trường hợp này là bệnh nhân đã đến rất là muộn rồi Và chắc các trường hợp này thì bệnh nhân sẽ có chỉ định là nhổ cả răng số 7 và răng số 8 à, Biến chứng tiếp theo đó là cái răng số 8 mọc sẽ tham gia vào sự phát triển của các bệnh lý khác À, ví dụ như là nang quanh thân răng U-men vùng góc hàm U-men vùng góc hàm cũng có rất liên quan đến răng số 8 Và tổn thương nang thì thường phát triển xung quanh vùng thân răng Và biểu hiện trên x-quang là một vùng mất cản quang Kích thước thì khác nhau Đây là một cái hình ảnh của nang thân răng số 8 à, Nhưng ở trên này các bạn đã thấy là bệnh nhân mất cả răng số 6 Lẫn răng số 7 rồi Và rất nhiều khả năng là cái việc là nhổ mất răng số 7 này rồi là do cái nang. Đấy ạ. Các bạn có thấy một thấy một vùng cản quang là do cái nang ở thân răng số 8 nó phát triển và nó sẽ gây nên uh, phá hủy xương hàm. Trong những trường hợp này chỉ có một cách xử trí duy nhất đấy là nhổ phẫu thuật để lấy cái răng ngầm này và nạo vét toàn bộ cái nang. Nhưng mà hậu quả là cái xương hàm của chúng ta đã yếu đi rất nhiều bởi vì cái nang nó đã phá hủy. biến chứng tiếp theo là tiêu chân răng lân cận. cái sự tiêu chân răng này thì thường thường là xuất hiện ở những răng phía sau của cung hàm, hàm trên và hàm dưới. bắt đầu thì tiêu chân răng ở phía xa, sau đó dần dần phá hủy toàn bộ răng. điều trị trong các trường hợp này thì nhổ bỏ răng khôn và điều trị bảo tồn các răng bị tiêu chân nếu chúng ta phát hiện sớm. còn trong trường hợp mà phát hiện muộn khi mà chân răng đã bị ngoại tiêu tương đối nhiều thì thì đấy chỉ có một cách duy nhất đấy là nhổ bỏ. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân hiện tại đang điều trị tại dưới khoa răng hàm mặt. Bệnh nhân này đầu tiên là sưng đau ở vùng góc hàm bên trái. À, bệnh nhân sau tiến triển tầm độ khoảng 3 bốn ngày thì bệnh nhân sưng nề toàn bộ cái sàn miệng lưỡi đẩy lên cao. bệnh nhân đã được cấp cứu ở viện răng hàm mặt trung ương và được chẩn đoán là viêm tấy lan tỏa sàn miệng. À, các bạn có thể nhìn thấy một cái hệ thống ống dẫn lưu ở đây là người ta dẫn lưu ở cái vùng viêm một tháo chống để chống để cho dịch nó được thoát ra và cái ống dẫn lưu này thông với cả khoang miệng nữa. À, sau khi mà phẫu thuật được ngày thứ hai thì bệnh nhân được chuyển về bệnh viện Bạch Mai bởi vì là bệnh nhân này 68 tuổi và nền là một cái đái tháo đường điều trị không ổn định không điều trị thường xuyên ở đây tôi muốn sau một cái trường hợp đang gặp để cho các bạn thấy rằng là răng tám có thể rất nhẹ nhàng đau đớn nhẹ nhàng, sưng nhẹ nhàng một vài hôm tự hết hoặc uống kháng sinh tự hết. Nhưng nếu như biến chứng nặng và đặc biệt là ở những cái người có bệnh nền thì biến chứng nó vô cùng nặng à, và cần phải can thiệp rất là lâu dài. Cái hệ thống ống dẫn lưu này sẽ được à, lưu trữ tại đây cho đến khi nào mà cái vùng viêm kia nó được cải thiện. sưng nề toàn bộ vùng dưới hàm. ở đây, vì bệnh nhân bị khít hàm không há được miệng, cho nên là tôi không chụp được cái ảnh mà cái lưỡi nó bị đẩy lên trong miệng. ăn uống rất là khó khăn và bệnh nhân vô cùng đau đớn. đây là hình ảnh mà hàng ngày các bác sĩ phải bơm rửa các cái ống dẫn lưu để thoát mủ thoát dịch. tuy nhiên là cái tiên lượng của bệnh nhân này cũng tương đối là nặng nề. À, ngoài các cái viêm mô tế bào phlec mông thì còn có các cái biến chứng nặng khác ví dụ như nhiễm khuẩn huyết, à, các áp xe vùng dưới hàm lan sang bên khoang bên hầu, khoang cạnh cổ xuống trung thất, xuống lên hồ Thái Dương hoặc áp xe não à, Trước đây tầm độ vài năm thì cái tỷ lệ bệnh nhân có các cái biến chứng, chứng nặng này là không, không nhiều Tuy nhiên thời điểm 2 năm trở lại đây có thể một phần là do covid thì cái việc chăm sóc sức khỏe răng miệng của bệnh nhân là kém đi và bệnh nhân không có điều kiện để đến thăm khám với bác sĩ nên là và đồng thời nữa là cái việc điều trị các cái bệnh toàn thân của bệnh nhân không được liên tục và không được kiểm soát chặt chẽ nên rằng cái biến chứng này ở trên các bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân có bệnh nền nó trở nên thường gặp và nặng nề hơn rất nhiều hầu như là tuần nào dưới khoa nhà chúng tôi cũng có những cái uh, mời hội trần ở khoa hồi sức tích cực khoa khoa cấp cứu uh, khoa uh, gây mê là những bệnh nhân đã có cái biến chứng do răng số 8. bệnh nhân có thể được nhổ rồi có thể là chưa nhổ răng số 8, có biến chứng viêm uh, tấy lan tỏa sản miệng và cần mà tình trạng uh, sốc nhiễm trùng uh, vô cùng nặng và mời hội trần để can thiệp phẫu thuật ví dụ như là phẫu thuật cấp cứu mổ dẫn lưu các cái trường hợp như thế này có những trường hợp là dẫn lưu rất là nặng nề là phối hợp giữa cả răng hàm mặt tai mũi họng và chuyên khoa phẫu thuật lồng ngực những cái trường hợp như thế thì thường là tiên lượng rất là rẻ rặt sau khi trình bày về các cái biến chứng xảy ra khi mà, mà mọc răng tám thì chúng tôi muốn đưa ra cái thái độ xử trí cái thái độ xử trí đối với răng tám thì tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể ấy. nó chỉ định phẫu thuật nhổ răng hay bảo tồn răng thì nó phụ thuộc vào cái nguy cơ xảy ra các biến chứng các cái giai đoạn và mức độ viêm tại chỗ cũng như là lân cận cái tình trạng toàn thân của bệnh nhân thứ nhất chỉ định bảo tồn răng như thế nào À, thực ra mà nói thì răng số 8 là một cái răng mọc muộn nhất trên cung hàm và chức năng ăn nhai thì nó chỉ chiếm một phần trăm chức năng ăn nhai của toàn hàm chính vì vậy nếu như xét về mặt chức năng thì răng số 8 gần như là không có chức năng gì đáng kể à, cái thứ hai nữa là răng số 8 thì nó mọc ở phía trong cho nên nó cũng hầu như không có vai trò gì vào vấn đề thẩm mỹ hết. Chính vì vậy, nhổ răng số 8 là răng số 8 là một răng mà người ta rất ít chỉ định bảo tồn. Còn một vấn đề nữa mà người ta rất ít bảo tồn răng số 8 vì cái hệ thống ống tủy của răng số 8 rất là phức tạp. Nó không rõ ràng như răng số 6, như răng số 7 mà nó không được nghiên cứu một cách đầy đủ cũng như rằng là việc điều trị tủy của răng số 8 là vô cùng phức tạp. Chính vì vậy những cái răng số 8 mà tổn thương thì gần như là không có chỉ định bảo tồn. Còn những răng số 8 không tổn thương thì người ta cũng phải căn cứ vào là khả năng nó tồn tại trên cung hàm như thế nào nếu mà muốn được mọc thẳng đứng trên sống hàm và nó có đủ chỗ có nghĩa là khoảng cách từ phía xa của răng số 7 tới bờ trước cành cao nó phải lớn hơn 15cm hay nói một cách nôm na rằng người ta đo rằng cái khoảng cách từ bờ xa răng số 7 đến trước bờ trước cái cành cao xương hàm dưới ấy, nó phải lớn hơn cái kích thước của răng số 8 thì răng số 8 mới có điều kiện mọc ra. Cái chỉ định nhổ răng số 8 là vô cùng vô cùng rộng rãi và thực sự theo quan điểm cá nhân thì tôi khuyên rằng răng số 8 nên nhổ và nhổ càng sớm càng tốt. Sớm là như thế nào? Sớm là khi mà chúng ta đến cái tuổi răng số 8 nó bắt đầu xuất hiện trên cung hàm là khoảng từ 18 cho đến 22 tuổi. Tôi vẫn thường thường nói với các bệnh nhân của tôi rằng cái tuổi 18 đến 22 tuổi là cái tuổi vàng để nhổ răng. Bởi vì cái tuổi đấy thì răng số 8 nó mới mọc cái phần chân răng nó chưa hoàn thiện cái phần dây chẳng quanh răng nó còn tương đối rộng đồng thời xương ổ răng quanh đấy là nó tương đối mềm dẻo nên nhổ răng số 8 ở cái tuổi đấy là cái kỹ thuật rất dễ cho bác sĩ đồng thời cái tuổi đấy là cái tuổi phát triển à, sung mãn của cái tuổi à, thanh niên nên là cái việc hồi phục sau nhổ răng à, tốt hơn rất nhiều so với những cái tuổi chữ tuổi khác các răng số 8 mọc lệch gây biến chứng chỉ định nhổ. Răng số 8 mọc ngầm lạc chỗ gây biến chứng chỉ định nhổ. Răng số 8 mọc thẳng có túi viêm quanh thân răng hoặc không có răng đối diện hoặc răng đối diện dị dạng. Răng số 8 ngầm tạo nang thân răng. Răng số 8 là nguyên nhân biến chứng các bệnh toàn thân và tại chỗ. Cho nên chỉ định nhổ răng số 8 là vô cùng rộng rãi. Tất cả những răng số 8 mà mọc gây nên biến chứng các bạn đã từng sưng đau ở vùng góc hàm có sốt có khó chịu có vận động hạn chế của khớp thái dương hàm vân vân và vân vân thì hầu như đều sẽ có một cái chỉ định là nhổ răng số 8 chống chỉ định nhổ răng số 8 thì như những cái chống chỉ định thông thường là bệnh nhân mắc bệnh cấp tính toàn thân hoặc là có bệnh cấp tính tại vùng răng hàm mặt ví dụ như là bệnh nhân uh, viêm amidan cấp hay là viêm mũi uh, cấp rồi là có những cái viêm nhiễm cấp tính ở vùng uh, miệng hàm mặt thì đều sẽ không nhổ răng, không nhổ răng ở đây là chỉ có là chống chỉ định tạm thời. Thế còn khi nào chúng ta đã điều trị ổn định các cái bệnh cấp tính đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện cái phẫu thuật này cái thứ hai là mắc bệnh mãn tính toàn thân điều trị chưa ổn định ở đây những cái bệnh mãn tính được đề cập đến là những cái bệnh nền nó liên quan đến chức năng đông máu nó liên quan đến chức năng miễn dịch nó liên quan đến các cái nguy cơ có thể xảy ra trong và sau quá trình nhổ răng à, yêu cầu là gì yêu cầu là chúng ta điều trị đến giai đoạn ổn định thì chúng ta mới quyết định nhổ răng còn ở trong cái giai đoạn cấp tính thì hạn rất rất hạn chế nhổ răng Vì đây nó là một cái phẫu thuật tương đối nặng Và nó có nhiều Các cái nguy cơ xảy ra Nên là ở trong những cái giai đoạn Bệnh đang còn tiến triển Thì chúng tôi khuyên rằng không nên Nhổ răng số 8 Ở phụ nữ có thai Hay trong thời kỳ kinh nguyệt Cũng là những cái chỉ định uh, Tạm thời Chứ không phải là uh, Chỉ định vĩnh viễn là bệnh nhân sẽ không bao giờ Được nhổ răng số 8 các cái dấu hiệu gợi ý ở đây là gì? khi nào bệnh nhân có các dấu hiệu này thì nên đi khám. À, thứ nhất, tôi không đưa lên slide đấy là tuổi. Thông thường bệnh nhân sẽ ở cái lứa tuổi từ 17, 18 cho đến 25 tuổi. À, có những trường hợp sớm hơn là tôi gặp bệnh nhân có thể mọc răng tầm khoảng 15 tuổi. Còn muộn hơn không phải không có, có nhưng mà nó ít gặp hơn cho nên cái lứa tuổi từ 17, 18 cho đến 25 tuổi là lứa tuổi mà chúng ta để ý cái thứ hai nó là vùng uh, thông thường các cái triệu chứng sẽ gặp đầu tiên là ở vùng góc hàm các bạn có thể gặp đầu tiên là đau là sưng có thể chỉ sưng lợi ở trong miệng có thể nặng hơn là sưng ở vùng góc hàm nhìn thấy rõ ràng cái sự biến đổi là sưng lệch mặt một bên cái thứ ba rất hay gặp trong các trường hợp này đi kèm với đau với sưng đấy là há miệng hạn chế à, có thể các bạn chỉ khó há miệng thôi có nghĩa là bình thường chúng ta có thể khá được đút được gần ba cái ngón tay đặt nằm ngang vào trong giữa cái hai cái răng cửa khi mà mở ra nhưng trong các cái trường hợp như thế này thì các bạn há miệng khó hơn rất nhiều thậm chí có những trường hợp là khít hàm không há răng miệng được một chút nào luôn nên là ăn uống rất là khó khăn các cái triệu chứng toàn thân có thể đi kèm ví dụ như là sốt chán ăn mệt mỏi thì tương những cái trường hợp như thế này là những cái trường hợp cấp tính mà bệnh nhân đã tương đối nặng hầu như là nếu như đã có há miệng hạn chế uh, sốt chán ăn mệt mỏi thì các bạn sẽ gặp nhà sĩ để thăm khám Ngoài ra đôi khi không có đau, không có sưng, không há miệng hạn chế cũng như triệu chứng toàn thân là sốt nhưng mà bệnh nhân kêu ca về việc là bệnh nhân có loạn năng khớp thái dương hàm tức là bệnh nhân há miệng đau, bệnh nhân khó ăn nhai bệnh nhân đau ở vùng trước nắp tai hoặc là có tiếng lục khục Thế ở cái độ tuổi từ 17, 18 đến 25 các bạn có các cái dấu hiệu gợi ý như trên thì nên hướng... Uh, tự bản thân hoặc là bố mẹ nên hướng con cái đi khám uh, răng hàm mặt để phát hiện ra các cái biến chứng của răng tám mọc lệch tránh, tránh những cái uh, biến chứng nặng nề về sau uh, cái quy trình nhổ răng tám phẫu thuật tôi muốn trình bày ở đây là một cái quy trình từ khi mà gặp bệnh nhân cho đến khi bệnh nhân được phép nhổ răng thông thường thì với uh, khoa răng hàm mặt chúng tôi thì để mà nhổ được một cái răng tám cho bệnh nhân thì chúng tôi cần phải làm những cái gì đầu tiên chúng ta cần phải khám khám lâm sàng để phát hiện các cái dấu hiệu lâm sàng à, nghi ngờ cái thứ hai nữa là chụp x quang thông thường trên phim x quang thì chúng ta sẽ phát hiện được ra cái tình trạng răng tám một cách rất là rõ ràng và mạch lạc à, cái chụp x quang ở đây thì thông thường hay chụp nhất là chụp panorama cái phim panorama là một cái phim mà đánh giá được toàn bộ hai hàm răng và đánh giá cái mức độ lệch của răng tám tương đối tốt. Tuy nhiên với những cái trường hợp mà có cái sự uh, liên quan của răng tám với cái ống thần kinh răng dưới hoặc là những cái trường hợp đặc biệt thì người ta sẽ chỉ định chụp thêm một cái phim côn bim và cái phim côn bim là một cái phim 3D để đánh giá được cái tương quan giữa răng tám đấy với các cái vùng phụ cận, những tương quan với xương hàm, tương quan với ống răng dưới, rồi uh, cái giải phẫu hình thể của răng tám như thế nào để người ta đưa ra được cái phương án điều trị tốt nhất sau đấy đưa ra được cái chỉ định nhổ răng sau khi đưa ra chỉ định nhổ răng rồi thì chúng ta cần phải giải thích cho bệnh nhân một cách rất là rõ ràng về cái phẫu thuật cần phải làm tại sao phải làm cần chỉ định là làm những cái gì các cái tai biến có thể xảy ra chuẩn bị bệnh nhân những cái gì chuẩn bị về mặt y tế, chuẩn bị về mặt kinh tế, chuẩn bị về mặt thời gian. Bệnh nhân cần phải hiểu rất là rõ cái quy trình mình sẽ làm như thế nào. À, tiếp theo đấy là khám chuyên khoa. Với những cái trường hợp bệnh nhân có những cái bệnh toàn thân hoặc là bệnh nhân có những cái vấn đề nghi ngờ thì chúng tôi có thể gửi đi khám chuyên khoa tim mạch, gửi đi khám chuyên khoa huyết học truyền máu, à, những cái chuyên khoa liên quan để làm sao mà bệnh nhân có một cái điều kiện tốt nhất khi mà chúng ta làm phẫu thuật các cái xét nghiệm cần làm ở đây đấy là công thức máu đông máu cơ bản à, những cái xét nghiệm này cần ở mức độ bình thường tiếp theo thì đối chiếu với các tiêu chuẩn phẫu thuật và chuẩn bị trước khi nhổ răng. Ví dụ như là bệnh nhân cần phải làm sạch khoang miệng trước khi nhổ răng, bệnh nhân cần phải lấy sạch cao răng. Bệnh nhân phải với những bệnh nhân mà có bệnh nền có thể phải uống kháng sinh dự phòng trước khi nhổ răng. Bệnh nhân có thể phải điều chỉnh thuốc, ví dụ như là thuốc chống đông, thuốc cao huyết áp trước khi nhổ răng rồi khi đấy mới quyết định làm thủ thuật. Nhổ răng 8 là một cái quy trình thường quy và đã được thông qua của Bộ Y tế và các bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên thì đều thực hiện được một cách tương đối an toàn và chúng ta có thể thực hiện dưới gây mê hoặc gây tê. Với, với những trường hợp mà nhổ răng phức tạp thì sẽ được chỉ định là nhổ răng trong phòng mổ dưới gây mê và các bạn hoàn toàn yên tâm với khi mà bệnh nhân đã được thực hiện đầy đủ cái quy trình này. À, câu hỏi đặt ra rằng nhổ răng có nguy hiểm không? Thì câu trả lời là có và không tại sao lại có và tại sao lại không nhổ răng số 8 là một cái phẫu thuật loại hai là một cái can thiệp y tế và cái can thiệp này thì hoàn toàn là có thể xảy ra biến chứng các bạn biết rằng là tất cả những cái can thiệp y tế đều có khả năng xảy ra biến chứng thế và nhổ răng 8 nó là một phẫu thuật chính vì vậy mà nó có thể xảy ra tai biến tuy nhiên tại sao lại là không 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 nguy hiểm khi mà chúng ta kiểm soát cái quá trình nhổ răng đấy rất tốt có nghĩa là chúng ta đã làm đầy đủ xét nghiệm chúng ta đã chẩn đoán được chúng ta đã dự kiến được và chúng ta đã tiên lượng được, được cái uh, cuộc phẫu thuật như thế nào thế khi mà chúng ta đã nắm trước được có kế hoạch trước kế hoạch điều trị đầy đủ thì chúng ta sẽ hạn chế được tối đa các tai biến và nếu như có tai biến xảy ra thì chúng ta sẽ xử trí cái tai biến đấy để làm sao mà các cái hậu quả nó xảy ra là nhỏ nhất có thể theo dõi sau nhiều răng tám thì cần phải theo dõi những cái gì à, đầu tiên đấy là cái chảy máu chảy máu thì rất hay, hay xảy ra sau nhổ răng sớm là nhổ sau nhổ răng là, trong quá trình nhổ răng cũng có thể xảy ra sau nhổ răng tầm 1 đến 2 tiếng thì có thể xảy ra và có những người chảy máu muộn là có những người có vấn đề về quá trình đông máu hoặc là chăm sóc huyệt ổ răng không tốt thì cũng có thể xảy ra muộn sau 3 ngày, 5 ngày, thậm chí là một tuần. Cái thứ hai là đau thì thường thường rất hay gặp nhưng mà cái triệu chứng đau này thì có thể bị khống chế bởi là chúng ta có dùng thuốc giảm đau và cái thứ ba đấy là nhiễm trùng nhiễm trùng thì bất kể một cái phẫu thuật nào cũng có thể xảy ra nhiễm trùng nhưng như tôi đã nói rồi nếu như chúng ta kiểm soát tốt cái việc chuẩn bị nhổ răng cũng như là cái tuân thủ cái quy trình nhổ răng đảm bảo được cái uh, pháp ở cái các cái vô khuẩn trong cái phẫu thuật thì những cái biến chứng này sẽ cực kỳ hạn chế. À, sau khi đã trình bày các cái vấn đề bên trên thì tôi đưa ra đây cái kết luận. Thứ nhất, răng số 8 là một răng mọc muộn nhất trên cung hàm và nó là một răng mà gây biến chứng nhiều nhất, thậm chí có những cái biến chứng rất nặng như tôi đã trình bày ở trên chỉ định nhổ răng số 8 là tương đối rộng rãi để phòng các biến chứng xảy ra. Và một vấn đề rất là quan trọng đấy là phẫu thuật nhổ răng số 8 là một kỹ thuật tiêu chuẩn an toàn nếu được kiểm soát chặt chẽ.